đang có mặt tại Vida địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành trải nghiệm hát karaoke trên cái chiếc đầu karaoke giá rẻ Agnos KM1. Thì đây là cái chiếc đầu karaoke phát nhạc qua USB khá là tiện lợi với cái kiểu dáng hết sức là gọn gàng. Đó, thì cái chiếc đầu karaoke của mình nó đang khởi động lên. Đợi một thời gian để cho nó lót cái dữ liệu từ USB. Đó. Thì với hơn 9.000 bài hát MIDI lẫn là KTV thì đây là cái chiếc đầu karaoke có mức giá khá là tốt. Cho đêm dài, cho quê với nồng cây. Thì để có những trải nghiệm tốt nhất khi hát karaoke với chiếc đầu karaoke Agnos KM1 này thì mời bạn đến Vida ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10 hoặc 105 Trần Quang Khải, phường Bình Định, quận 1 để có thể trải nghiệm miễn phí khi hát karaoke. Và dĩ nhiên là Vida rất là chào đón bạn. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip lần sau. Chào các bạn.